phần 11 Tôi tuy đang ngồi trên chiếc slick thứ tư Nhưng thân luôn trồm lên phòng lái Để theo dõi phía trước Nghe trong máy của thiếu úy chấn pháo binh Đếm tiếng điểm của thiếu tá lạc Hai, một, ao Vừa nghe chữ ao Và một trái khói cuối cùng bung nổ Ngay trên đỉnh đồi 1049 Có tên là đồi Delta Nơi mà tôi phải dẫn quân đáp xuống như đại bàng Điểm Sơn. Bốn chiếc gân ship của phi đoàn 229 Lạc Long lao xuống, phóng hàng loạt rocket ngay vào đám khói trắng đang bung tỏa rộng lên không. Và trong tích tắc dây đồng hồ thì chiếc slick thứ nhất với toán viễn thám một cũng vội đáp xuống trên đỉnh đồi. Nhưng mọi việc không xảy ra như dự tính để đưa đến những biến chuyển dở khóc dở cười. Và sau này ký giả Cao Sơn của quân đoàn 2 đã viết bài dệt gấm theo hoa, thăng thiên gần như huyền thoại. Slick thứ nhất vào tới mục tiêu trên cao độ 50 feet, thì đột ngột quay về phía phải 90 độ, hạ thấp độ cao và biến mất dưới thung lũng rừng núi chập trùng. Slick thứ hai, rồi slick thứ ba. Tôi lao lên chỉ cho pilot chính bên trái và hét lớn, xuống, xuống, xuống ngay cho tôi. Chiếc trực thăng xà xuống ngay đỉnh đồi chừng 5 feet Chúng tôi đồng loạt phóng nhanh xuống mặt đất. Trực thăng bốc lên bay khỏi đỉnh đồi. Tôi chụp máy gọi ngay cho thành thái. Tôi bị phục kích độn thổ, yêu cầu phải cho tất cả con cái của tôi đoàn tụ hết. Trong khi đó, chân tôi đang đứng trên miệng hầm. Dưới hầm là một nòng đại liên phòng không 12 ly 7, đang quơ qua quơ lại. Trung sĩ nhất Nguyễn Văn Minh, trưởng ban truyền tin của đại đội, xô ngang vai tôi một cách thật mạnh tôi bật ngã lăn lòm còm trên nắp hầm. Trung úy Buddha, cố vấn Mỹ, đang ở bên cạnh, rút vội khẩu côn 45 không kịp kéo cơ bẩm, cho đạn lên nòng mà cứ hô hoán, bố cu vi luôn miệng. Tôi lấy lại bình tĩnh và la lớn, lũ đạn! Vì trong tình trạng quá bất ngờ lại ngạc nhiên, quýnh quán, nên thiếu ý chấn tháo trái lựu đạn từ dây ba chạc, cắn rút chốt, quăng ngay xuống hầm chờ cho nó nổ thì ngay tức khắc trái lựu đạn lại bị việt cộng từ dưới hầm ném trả trở lên phát nổ tung thầy trò chúng tôi nằm rạp xuống bò lết bò càng sờ bụng sờ đầu lần mò xem tay chân có mất cái nào không may quá cả đám không hề chi như phép lạ hú hồn thôi không dùng lựu đạn nữa chơi mìn claymore theo kiểu à a nhảy dù cho chắc ăn tay cầm sẵn con cóc ném một trái khói xuống hầm rồi ném mìn Claymore xuống theo. Xong bấm cóc, oành tiếng nổ vang trời, nóc hầm bung vỡ tung. Có tiếng khua động cuốn quýt ở những hang đào ăn luồng với căn hầm chính là lố nhố năm ba chú nón cối đang cố chui vào các ngách đục sâu vào vách hầm chính. Mặt mày ngây ngô thất kinh, tưởng như bị thiên lôi vừa giáng một búa mà chưa chết. Và cứ tiếp tục như thế các trung đội đến sau cứ y theo thủ thuật thảy lỗ bấm cóc cho đến khi dứt điểm hơn hai chục căn hầm trên đỉnh đồi bung nắp thằng nào còn sống nguyên vẹn thì lôi lên đối xử tử tế với nó không cần trói chỉ cho ngồi yên tại chỗ cho uống cà phê hút thuốc lá pan man thằng nào chết thì đếm xác bị thương nặng ngáp ngáp không thể cứu chữa được thì cho nó một phát ân huệ cuối cùng để tránh khỏi đau đớn hành xác với lời cầu nguyện cho linh hồn được siêu thoát và đưa tay vuốt cho đôi mắt khép lại luôn cả oán hờn. Kiểm lại bắt sống được 12 tên bộ đội chính quy Việt Cộng tại chỗ. Chúng chỉ ở lứa tuổi ăn chưa no lo chưa tới, ốm đói vì thiếu ăn lâu ngày, không tương xứng làm đối thủ với trinh sát hai nhảy dù. Chiếc slick thứ năm và 10 chiếc slick kế tiếp lần lượt đáp xuống, yên ngựa dưới truyền đồi. Chờ đợt hai thì thả đủ toàn bộ đại đội 2 trinh sát nhảy dù của tôi. Tôi đang lượng định địa thế để bố trí quân, thì qua máy liên lạc. Út Bạch Lan, qua tần số USS nói chuyện với tôi. Giọng nói của pilot trực thăng phi đoàn 229 Lạc Long là đại úy Phạm Công Cẩn, dân thiếu sinh quân vào khóa 21, võ bị quốc gia, có nhiều kỷ niệm ân tình với tôi khi tôi còn ở lực lượng đặc biệt tại Nha Trang Công Cẩn Giang Đông đang bay CNC cho Đại tá Trần Quốc Lịch, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 2 nhảy dù. Út Bạch Lan, bằng mọi giá tôi sẽ lo cho con cái của Út Bạch Lan sum họp đầy đủ. 207 đã xin quân đoàn phi yểm khẩn cấp với sự hỗ trợ của cố vấn trưởng John Ponven, OV10, vừa báo cho biết Út Bạch Lan đang bị bao vây đó. Tôi đang xuống đây. Công Cẩn vừa dứt lời thì tôi thấy chiếc CNC đã quần trên đầu hai vòng và lạnh sâu xuống thung lũng. 5 phút sau, Út Bạch Lan 207. Tôi nghe đích thân, Út Bạch Lan đang trong vòng vây của trung đoàn 64, sư đoàn 320, tiểu đoàn 64, sư đoàn 320. Cố gắng giữ Delta trong đêm nay. Ngày mai, tiểu đoàn 2 nhảy dù sẽ xuống sạc ly phía bắc. Tiểu đoàn 1 nhảy dù sẽ xuống Hồng Hà phía nam, tôi đã nói với Đại tá Mike, cố vấn lữ đoàn yêu cầu quân đoàn dành ưu tiên tất cả phi yểm từ bây giờ cho đến ngày mai cho Delta. Đêm nay là đêm không ngủ của Út Bạch Lan và cả lữ đoàn nữa đó. Nhảy dù cố gắng! Trên tần số liên lạc thành thái, khóa 19, trọng nhi khóa 20, cũng nhắn lời tôi sẽ thức với Út Bạch Lan đêm nay và đặc biệt công cẩn khóa 21 sẽ bay suốt đêm nay để yểm trợ tôi xin tiếp tế ngay lựu đạn mìn Claymore, mìn chiếu sáng, đạn đại liên M60, đồng thời yêu cầu bốc luôn 12 ông nhô con nón cối gầy còm trơ xương, da xanh sao như tàu lá vì đói ăn và thiếu ánh sáng mặt trời lâu ngày. Đang lấm la lấm lét, nét sợ hãi hiện lên vẻ mặt, cùng với dáng ngồi xổm co ro trông rất tội nghiệp, nếu họ không phải là Việt Cộng. Trong số 12 tên bị bắt, có một sĩ quan cấp thiếu ý tên đoàn tạo tốt nghiệp trường Hoàng Phố. Tôi hỏi hắn, tại sao các anh không có phản ứng khi chúng tôi đến? Chúng em chưa có lệnh khai hỏa. Rời cao đất dày ơi, thật hú vía bà đỡ, hồng phước tề thiên. Thử nghĩ xem, với dàn phòng không cả chục khẩu 57 ly di động tối tân của Nga Tàu mới ra lò, nó mà khai hỏa thì không biết có bao nhiêu trực thăng bị bắn gãy cánh như chim bằng thọ tiễn mang theo cả thân xác xương thịt của đại đội 2 trinh sát nhảy dù làm phân bón cho cây xanh lá và đám rợ hoang đua mọc bao phủ quanh đồi Delta. Trang đầu cuốn sổ nhỏ nhật ký hành quân của hắn viết Polko dậy sóng, giải phóng Tây Nguyên và chặt công tuông rụng cả Tây Nguyên. Rất là ảo tưởng và cường điệu tính lãng mạn trên chiến trường, võ mồm, bởi bị guồng máy đảng và nhà nước tuyên truyền nhồi nhét lý tưởng và nghĩa vụ giải phóng miền Nam và thẳng tiến trên đường xây dựng xã hội chủ nghĩa nhất định thắng lợi. Trong nhật ký có một đoạn khá bi thương và cảm động. Bu ơi, sau 6 tháng đêm đi ngày nghỉ, cuối cùng chúng con đã đặt chân lên phần đất công tum Gia Lai với rừng núi bạt ngàn. Con nhớ bu lắm, không biết bu còn khỏe để hàng ngày tưới mấy chục luống khoai hay không? mùa đông sắp tới còn củi rừng để đốt sưởi hay không? Nỗi buồn nhớ bố, anh cả bé Tư đã mất trên đường vào bê. Có vơi đi hay không? Đơn vị của con xuất phát từ Lao Bảo Khe Xanh với hơn 400 người, giờ chỉ còn gần 200, trong tâm trạng hoang mang lo âu, không biết chết sống ngày giờ nào. Bệnh tật chết, bom đạn bất thần đổ ập xuống đầu cũng chết. Tôi móc bao thuốc quân tiếp vụ và hỏi đám cán binh việt cộng bị bắt này với thái độ trấn an khoan hòa có ai muốn hút thuốc không các cậu may mắn bị chúng tôi bắt giữ có nghĩa thật là các cậu còn sống nhưng những đồng chí của các cậu đang ẩn nấp rình rập trong rừng kia chưa biết tử thần rồi sẽ đưa đi lúc nào quả thật như vậy nếu mấy tên cán binh nhô con việt cộng này không bị chúng tôi bắt giữ mà phải tiếp tục chiến đấu không may bị thương nặng thì ắt sẽ phải chết tức tưởi vì để tránh không phải chịu trách nhiệm và là gánh nặng kinh tế phải săn sóc nuôi nấng đám thương binh tàn phế vô dụng báo cô trong cuộc chiến sẽ gây ảnh hưởng xấu tiêu cực bi quan làm dao động tinh thần rối loạn hàng ngũ cán binh vào nam chiến đấu và khiến cho xã hội suy yếu xáo trộn hậu phương trong khi điều kiện chiến trường khắc nghiệt thiếu thốn tất cả phương tiện nhân sự y tế và tiếp liệu để cứu chữa cho thương binh, nên Bắc Bộ Phủ đã ban hành tiêu lệnh triệt để cho các cấp chỉ huy phải ban phát ân huệ là sự tử tất cả cán binh bị thương nặng ngay tại chiến trường và chúng đã thanh toán hơn 300.000 thương binh được ghi nhận là mất tích. Nhưng chắc chắn con số thật phải nhiều lần hơn báo cáo vì gian dối như vẹn là bản chất bất biến với thời gian lại nữa bí mật đã có loài côn trùng hoang vùng núi rừng trùng điệp xứ nhiệt đới gặm nhắm tất cả còn đâu hình hài để mà xăm soi nào ai biết nào ai hay người chết không biết nói chỉ có oan hồn vật vờ phiêu dạt trong cõi vô minh mịt mù trên tầng số liên lạc út bạch lan chuẩn bị bãi đáp tiếng thành thái thiếu tá nguyễn văn thành vang vang trong máy bốn chiếc cobra xuất hiện bao vùng Tôi ra lệnh vội vàng, cột hai tay ngoặc sau lưng, 12 tên nhô con Việt Cộng này, bịt mắt bằng khăn chít đầu viễn thám, căng bốn pano vàng cùng với kính phản chiếu đánh dấu cho bãi đáp. Hai trực thăng tiếp tế được hộ tống bởi hai gân ship của phi đoàn 229 Lạc Long. Dưới sự điều động của CNC Phạm Công Cẩn, từ từ đáp xuống ngay dấu hiệu của kính phản chiếu và đạp vội xuống mấy thùng đạn dược trong khi chúng tôi đẩy nhanh 12 tên tù binh nhô con Việt Cộng lên trực thăng cùng với 6 thương binh nhẹ của trinh sát hai nhảy dù. Phi vụ cảm tử tiếp tế khẩn cấp đã hoàn tất với sự gan lì của các kinh kha thời đại bảo quốc trấn không, phi đoàn 229 Lạc Long bay không ai tìm xác rơi. Hạ sĩ mang đen, vai đang vác hai thùng đạn đại liên M60 khi đi ngang tôi hát vang, ba về thủ đô má có đồ chơi. Thiếu ý chấn tiền sát viên hỏi tôi, nó hát cái gì vậy? Tôi trả lời, thì đồ chơi của má là hai thùng đạn đại liên M60 đó. Đại úy Buddha, cố vấn Mỹ lom khom chạy đến chỗ tôi ngồi báo tin. Hey út, đại tá Mai, cố vấn lữ đoàn mới cho tao biết. Đêm nay tụi Việt Cộng nhất quyết trả thù trận thảm bại vừa rồi chúng sẽ đánh cường tập dứt điểm bọn mình. Nên quân đoàn đã chấp thuận lời đề nghị của Mr. B-52, John Ponven, là ưu tiên dồn hết tất cả mọi phi yểm cho mình. Chúng ta phải đối phó với cấp trung đoàn Việt Cộng cùng với đại pháo 130 và hỏa lực phòng không tân tiến của chúng nó. Ý kiến của Út, mày ra sao cho tao biết? Buddha, mày yên tâm. Tunai, mày cứ ở bên tao và chấn. Tất cả đều không ngủ, Hey, yeah, make my day. You and we wait for the night to come, okay? Buddha móc trong túi áo son, chai black and white, nhỏ bằng bao thuốc lá Pan man mở nắp trao cho tôi rồi nói. Okay, okay, okay. We battle up. God bless for us tonight. Ánh thái dương khuất dần sau những hàng cây rừng phía tây. Bên kia là phía đông nơi xa xa đó là thành phố Sài Gòn bình yên. Có lẽ giờ này phố phường bắt đầu lên đèn hoa rực rỡ, thị dân hiền hòa an hưởng nhịp đời như nên thơ. Màn đêm xuống dần, muôn ánh đèn đột nhiên như người sáng. Kìa bao phố phường, bao mái lầu chìm trong bóng đêm. la 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 đời đẹp quá bài thơ đường đi lối về cơn gió lùa ngả nghiêng bao tà áo và bao mái đầu không vướng sâu kề vai bước mau đêm đô thị sáng tác của y vân Chúng tôi nằm phục ở nơi đây, ghìm tay súng. Trong đôi mắt đỏ, chờ giặc trong bóng đêm ma quái rờn rợn, Khí thê thê lạnh của tử thần lãng vãng. Lẫn khuất, ngay ngáy mùi máu tanh còn thấm ướt qua từng thớ đất trận địa ban ngày vừa qua. Những khi thầy trò đường tăng, đại đội 2 trinh sát nhảy dù chúng tôi phải lâm vào thế bối thủy và giặc thù vây kín trùng trùng, không có đường trở lui mà phải sinh tử chiến mãnh hổ huyết chiến địch quần hồ mới hòng có đường sống sót trở về với vợ con ở trại gia binh. Hơn 200 sinh mạng kinh kha, trinh sát dù đã qua bờ dịch thủy đang trông chờ ta với trọng trách nặng nề đè nặng trên vai. Tôi phải thật bình tĩnh nhận thức sự việc từ nội tâm tới ngoại giới như chiếu soi và trong không gian tĩnh lặng. Tôi nghe rõ tiếng xào xạc lá cây rừng với vài cơn gió hè thổi qua của vùng Tây Nguyên đất đỏ, mắt đảo quanh như soi hút cảnh vật chung quanh và chú tâm nghe ngóng những động tĩnh nhỏ nhặt, mơ hồ như có, như không, xen lẫn trong mớ âm thanh hỗn độn tiếng côn trùng gọi nhau trong đêm. Tôi biết, tất cả hơn 200 đôi mắt của đại đội 2 trinh sát nhảy dù cũng đang trong đỏ trong bóng đêm dày đặc và tay ghim chặt súng đạn đã lên nòng từ những hầm hố lấy độ dày của đất làm chỗ che thân và chờ đợi từng giây phút sẽ có ánh lửa lóe chớp nhoáng bùng lên với hàng loạt tiếng nổ xe rách màn đêm khi địch quân nổ súng tấn công cường tập. Trên không có tiếng vọng rù rì của chiếc không thám OV-10 bay trên cao độ vài ngàn bộ như là thần thiên lý nhãn hộ mạng, luôn túc trực quan sát, theo dõi tình hình dưới thế để chỉ điểm, hướng dẫn báo cáo hành quân yểm trợ quân bạn từng chi tiết, bất kể giờ giấc hay đêm ngày. Thời khắc tử thần Qua lưỡi hái đã điểm lúc 10 giờ 45 trời gần khuya, thì bỗng hàng loạt trái sáng phát nổ phật ánh sáng, bung lé sáng rực trong đêm, cùng lúc tiếng nổ miền định hướng Playmore vang dội. Thân xác, xương thịt vung vãi, Bày thiêu thân ngông cuồng lao tới bức tường thành lửa, đạn khạc ra hàng loạt lụ đạn tung lên nổ vang nháng lửa. Hàng loạt M79 bắn trực xạ vào thân người tan nát. Những tràng đại liên M60 nổ giòn liên thanh, không cần giải nhiệt, bắn vào thây người ngã xuống. Bấm thêm mìn Claymore nổ dạt tung tóe xương thịt kinh hoàng. Lớp ngọa quỷ sinh bắc tử nam. Tan tành như xác pháo, lớp khác nhào tới như những cương thi vô cảm giác rồi ngã bật xuống trước họng súng thiện xạ của hơn 200 tay súng, đại đội 2 trinh sát nhảy dù, là đơn vị tổng trừ bị ưu tú trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, dày dạn kinh qua bao chiến trường trên bốn vùng chiến thuật. Khoảng 5 phút sau, bốn chiếc Cobra trực thăng võ trang đã xuất hiện từ cao độ 500 bộ. Theo tín hiệu của PRC-11 phát ra từ Buda, và tôi hướng dẫn chỉ điểm mục tiêu để cho thiên thần mãng xà vương Cobra clean up bầy quỷ đỏ lúc nhúc dưới thế với dàn phóng hỏa tiễn rocket M79 ô tô bắn rải cận phòng chung quanh đỉnh đồi. Tiếng nổ vang rền đinh tai nhức óc, mảnh đạn cày xới tung đất đá, lửa cháy đỏ rực đỉnh đồi Delta trong đêm khuya. Cobra hết đạn rời vùng. Ngay tức khắc pháo binh của Thanh Vân, Đại úy Nguyễn Cẩn Ngọc pháo đội trưởng pháo đội c 1 nhảy dù nhuần nhuyễn kết hợp theo những tiêu điểm tác xạ định sẵn mà bắn hàng tràng đạn đại bác như là trải thảm cả ngọn đồi hàng 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 lớp lớp bắc quân từ cánh rừng phía tây vùng ba biên giới việt miên lào đã ém quân nằm phục sẵn từ trước túa tràn ra bao vây quanh chân đồi chúng hung hãn nhào lên như bầy dã thú để rồi thân xác bị nổ tan tành dưới sức công phá của bom đạn kinh hoàng. Tiếng thiếu tá bùi đức lạc trong máy của thiếu ý chấn. Thanh Vân, check file! Pháo 105 của Thanh Vân vừa dứt thì tôi nghe trên tần số liên lạc tiếng của quan ba pilot Xuân Nhào. Đại úy Phạm Văn Xuân, phi đoàn 514 Phượng Hoàng, có lối đánh bom rất gan dạ. Liều lĩnh từ trời cao cắm đầu nhào xuống thả bom chính xác như thảy lỗ nên quan ba ta thành danh xuân nhào. Út Bạch Lan, tao có phun lốt đồ chơi Napan và miếng 500 pound, tức là bom xăng và bom miếng loại lớn nặng 500 cân anh. Theo lời yêu cầu của Út mày để hỏa thiêu thiếu lâm tự, mày làm xích nhồ kính chiếu yêu và cho con cái mày độn thổ kỹ nha. Tôi dùng kính chiếu lấp loáng ánh phản quang lên không gian, chỉ điểm tọa độ mục tiêu để thiên lôi mặc áo dính quần, đánh bom và cố ngóng nhìn lên bầu trời. Không thấy bóng dáng của chiến đấu cơ ở đâu cả, mà chỉ nghe thoảng xa xa tiếng động cơ chiếc OV-10 bay quan sát rù rù mơ hồ, xen lẫn âm thoại qua máy liên lạc rì rì. Có tiếng nói của Long Đất, đại úy pilot Nguyễn Văn Long phi đoàn 514 Phượng Hoàng, thường bay chung phi tuần với Xuân Nhào, và khi Nhào ta, cắm xuống bắn phá, đánh bom xong cất đầu lên, thì đất ta bay cover xong thì lập tức bổ xuống đất bắn phá, đánh bom liên tiếp như là song kiếm diệt quần ma, nên có danh là long đất. Út Bạch Lan, mẹ kiếp mày chơi game of death, tên của một bộ phim, dẫn mặt tử thần. Mày và con cái của mày cách tha gịch có khoảng 30 mét, tao với thằng Xuân e ground support Nện xuống thì tụi mày cũng có thể đi tàu suốt theo ông bà ông vãi bay về rời. Tôi giọng chắc nịch lên bàn thánh tuyên xưng đức tin với mấy trăm linh hồn ba quân trong tay ta. Go ahead! Tụi nó trùng điệp đông như đàn kiến vây kín hột lạt rồi. Sẽ tự chiến thôi. One way ticket. Bạn hiền, hóa thiêu thành Babylon đi. Vừa dứt lời thì từ trời cao hai chiếc Sky Reader của phi đoàn 514 Phượng Hoàng và hai chiếc Sky Raider của phi đoàn 530 Thái Dương bổ nhào xuống phía đông của đỉnh đồi Delta, đánh bốn pass bomb Napalm và khạc hàng tràng đạn đại liên xối xả, tiếng nổ long trời lở đất, lửa cháy rực sáng cả cánh đồi, rồi phóng vút lên không. Ôi, thật đẹp làm sao một phi vụ bay đêm như ánh sao trời, xé màn đêm u tối. Ngàn thỏa đẹp còn lưu tình chiến hữu cho mãi tới bây giờ chuyển đổi phía Bắc và phía Tây dốc cao hơn như 45 độ. Hiện trạng Bắc quân tấn công cường tập tương đối nhẹ hơn phía Đông và phía Nam, có thể chuyển đổi thoai thoải, dễ di chuyển. Rồi lại đợt tiếp theo phi tuần Sky Raider thứ nhì, lao xuống đánh bồi thêm mấy pass bom napal nữa. Một biển lửa cháy bùng lên dưới ánh hỏa châu lơ lửng trên không. Tôi không còn nghe tiếng lựu đạn hay là đại liên M60 bắn ngoài vòng đai của đỉnh đồi nữa có nghĩa là địch quân đã không còn tấn công tiếp. Tôi ra lệnh trung đội 2 trinh sát khoảng 40 sĩ quan và binh sĩ của Thiếu Ý Sang theo chân toán viễn thám 2. Bảy binh sĩ di rời lách về phía nam, dạ hành ra xa xa khoảng 500 mét, rồi bọc hậu về phía đông, dùng hồng ngoại tuyến để quan sát tình hình và ém quân nằm phục chờ tới sáng. Những làn sương mù tan dần trên những ngọn cây trơ trụi lá, lộ hé cảnh tượng tàn phá kinh khiếp của bom đạn suốt đêm qua. Để trình bày rõ hơn bối cảnh của mặt trận Tây Nguyên mùa hè 1972, trong đó đại đội 2 trinh sát nhảy dù đã sát cánh với các đơn vị chủ lực của quân lực Việt Nam Cộng hòa tử chiến với đại quân chính quy Việt Cộng trên đồi Delta. Tôi xin trích đoạn một số những bài viết liên hệ của các tác giả như là trận đánh trên đồi Delta, Mũ đỏ, Bùi Đức Lạc. Quý vị cũng như chúng tôi, ai ai cũng nghe ít nhất một vài lần bản nhạc Người ở lại Sạc Ly. Đó là trận đánh để đời. Nguyên sư đoàn 320 của Cộng sản Bắc Việt sau khi đã bị thảm bại bốn trận liên tiếp. Một là phía tây của ngọn đồi An Pha, hai là tại giữa đồi Sạc Ly và Delta. Trên trận tuyến này, chúng tôi gọi là đồi Delta 1. Ba là ngay tại đồi Delta, nguyên một đại đội của chúng bị tiêu diệt hoàn toàn, đó là trận Delta 2 bốn là tại ngọn đồi Delta. Chúng bị tiêu diệt ít nhất là một tiểu đoàn đặc công và hai tiểu đoàn tác chiến, đó là trận Delta 3. Cho nên sư đoàn 320 quyết trả thù đoàn quân mũ đỏ. Vì vậy mới có trận sạc ly, phải công nhận chiến tranh tâm lý của cộng quân cao ở mức thượng thừa. Cho nên khi chúng bị tiêu diệt ba tiểu đoàn mà không có ai biết, các đài của chúng cũng như các cơ quan truyền thông của ta đều im lặng vì không đài ngoại quốc nào loan tin. Hơn nữa không ai dám vào vùng đầy máu lửa này. Có phải vậy không? Ngày 15 tháng 3 năm 1972, tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù được trực thăng vận vào vùng hoạt động. Vừa vào vùng, tiểu đoàn 1 nhảy dù đụng độ ngay với quân chính quy Bắc Việt. Có mang tử thi của địch về, nhưng quân đoàn không khai thác được gì hơn. Ngoài việc xác nhận đây là bộ đội chính quy miền Bắc trên tử thi không có một tài liệu nào ngoài quân phục xác nhận là quân chính quy Bắc Việt. Ngày 16 tháng 3 năm 72, Đại tá Lữ Đoàn trưởng, Cố vấn Hoa Kỳ và tôi sau khi bay quan sát toàn vùng hoạt động, nhận thấy giữa đồi Alpha và Sạc Ly có một điểm quân sự vô cùng quan trọng. Lúc đó tiểu đoàn 2 nhảy dù vừa không vận xong và chưa vào vùng hành quân Toàn bộ tiểu đoàn 11 nhảy dù vẫn chưa được không vận hoàn tất đến Pleiku. Khi chúng tôi bay quan sát vùng trách nhiệm hành quân của tiểu đoàn 1 nhảy dù, đại tá LDT nhận thấy tiểu đoàn 1 nhảy dù đóng quân tại cực nam của dãy đồi không tên, nên quan sát được một vùng bình nguyên rộng từ đó cho đến Công Tum, nhưng nếu phía đông bắc của tiểu đoàn 1 nhảy dù bị địch quân chiếm thì tiểu đoàn 1 nhảy dù sẽ bị yếu thế nên ông muốn đưa ngay đại đội hai trinh sát nhảy dù vào vùng. Đây là khúc xương sườn, khó nút của dãy đồi này. Ông quay sang tôi cho lệnh. Anh chọn một tiền sát viên cứng đi theo đại đội hai trinh sát. Ngày mai vào vùng, tôi im lặng suy tính. Ông đặt tên cho đỉnh quân sự này là Delta. Ngày 17 tháng 3 năm 72, các đứa con của đại đội hai trinh sát nhảy dù được trực thăng vận xuống đồi Delta vừa bung ra phía bắc của Delta nhẹ nhàng như mèo bắt chuột và nguyên toán tiền đồn của tiểu đoàn 1, trung đoàn thứ ba thuộc sư đoàn 320 bị toán viễn thám trinh sát dù chộp gọn. Mặc dù chúng đã biết trước có ta xuất hiện do trực thăng vận đến. Đại đội 2 trinh sát nhảy dù do đại úy Trương Văn Út chỉ huy hoạt động từng toán nhỏ chung quanh căn cứ võ địch, chu vi từ 2 cho đến 5 cây số liên tiếp tiêu diệt hoặc là bắt sống các toán tiền thám cũng như tiền sát viên pháo binh của Sư đoàn 320. Tù binh cho biết Sư đoàn 320 có nhiệm vụ tấn công căn cứ Võ địch Sau đó hướng về Công Tum, hàng ngày chúng tôi vẫn bị pháo nặng nề, nhất là trong ngày chúng đánh sạc ly và tân cảnh. Nhưng chúng pháo không được chúng đích cho lắm, đó chính là công đầu của Đại đội 2 Trinh sát Nhảy Dù. Ba chiến sĩ ưu tú của Đại đội 2 Trinh sát Nhảy Dù đã khôn khéo len lỏi từ phía sau lưng địch, rồi bất thần với thủ thuật như mèo chộp chuột. Ba tên bộ đội cáo hồ bị tóm trọn và nhờ vậy đại đội 2 trinh sát nhảy dù nhận được 90 ngàn đầu tiên của bộ tư lệnh sư đoàn 22 khi đem hai tử thi và một tù binh về trao cho bộ tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh. Trên xác của một tử thi, anh ta viết nhật ký tâm sự với người yêu đang sống ở Hà Nam hứa hẹn ngày về huy hoàng của đôi trẻ. Anh cho người yêu biết, ngày 16 tháng 3, 1972, chiếc máy bay lên thẳng, chở ba người Mỹ. Nhưng địch quân đã lầm, nếu chúng nắm vững tình hình thì thậm chí nguy, đó không phải là ba người Mỹ, mà chỉ có một cố vấn Mỹ, đại tá Lịch và tôi. Anh ta viết, máy bay, bay rất thấp trên đầu anh. Anh bắn hạ dễ dàng, nhưng cấp trên của anh không cho bắn. Ngay sau đó, ban chỉ huy của trinh sát hai nhảy dù và toán tiền sát viên pháo binh, thiếu úy Chu Văn Chấn phải đánh cận chiến với địch. Ngày thứ hai vào vùng, đại đội hai trinh sát nhảy dù đã phân tán thành các trung đội trinh sát, mỗi trung đội 40 mũ đỏ và các toán viễn thám mỗi toán 12 mũ đỏ. Các chiến sĩ trinh sát ba người một tổ, khi ẩn khi hiện, làm địch quân điên đầu đại đội trưởng đại đội 2 trinh sát trong điện đàm với đại úy Nguyễn Trọng Nhi, trưởng ban 3 ba lữ đoàn. Lúc đó đại úy Nhi chưa lên thiếu tá. Sau khi báo cáo tình hình địch đang điều quân vây chung quanh điểm đóng quân ngày hôm qua, chúng có biết đâu đại đội 2 trinh sát đã di chuyển ra xa và phân tán thành những toán nhỏ. Các pháo đội liền hoạt động ngay. Thiếu úy Chu Văn Chấn, tiền sát viên, đi theo đại đội 2 trinh sát làm việc rất nhanh và chính xác. Anh hướng dẫn chính xác từng loạt đạn của bốn pháo đội tác xạ vào đầu từng đơn vị địch. Đạn nổ làm rung chuyển cả núi rừng. Út Bạch Lan gọi về bộ chỉ huy lữ đoàn hỏi thăm quỹ tiền thưởng có còn nữa hay không. Đúng lúc đó, tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh đang có mặt tại trung tâm hành quân. Ông cầm ngay lấy ống liên hợp và trả lời ngắn gọn, còn nhiều lắm em. Ngay sau đó, đại đội 2 trinh sát nhảy dù bắt đầu đụng địch. Địch biết rõ quân số của ta thả xuống vùng nên chúng điều động ngay một tiểu đoàn thiện chiến nhất của sư đoàn 320 vây đại đội 2 trinh sát nhảy dù. Với ý định tiêu diệt gọn nhưng chúng nằm mơ gặp ác mộng, chúng đã bị đại đội trưởng, đại đội 2 trinh sát cho vào siết tại điểm đóng quân mà chúng đã nhận diện được. Vì thật ra đại đội trưởng Út Bạch Lan chỉ để lại vị trí một toán trinh sát phân tán và lưu động khai hỏa nghi binh. Con cháu Bác Hồ đã lầm và yên chí là đã vây trọn đại đội 2 trinh sát. Lúc đó ngay cả cấp chỉ huy của sư đoàn 320 cũng không biết quân ta đang ở đâu. Chính vì vậy mà nguyên bộ chỉ huy tiểu đoàn Việt Cộng nằm ở phía ngoài đã bị thanh toán trọn gói. Đại úy Trương Hà, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 trên 3, trên 320, bị trung đội 2 trinh sát của đại đội 2 trinh sát nhảy dù bắt sống nhưng vì cần phải di chuyển theo chiến thuật đã định trước. Hơn nữa trực thăng đã cố gắng đáp xuống để nhận tù binh đem về bộ tư lệnh, sư đoàn 22 bộ binh. Nhưng tất cả đều thất bại vì rừng rậm, phòng không dày đặc và nhất là tránh làm lộ vị trí quân ta. Nên trung đội 2 của đại đội 2 trinh sát đành phải tiễn anh ta lên đường một mình và không thể chiều theo ý của sư đoàn 22 bộ binh được. Địch quân như rắn mất đầu, vừa phần đưa lưng cho quân ta bắn mà không biết. Do vậy, tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 3, sư đoàn 320 đã bị đánh tan tác bởi một đại đội trinh sát của ta. Nguyên trung đoàn 3 của sư đoàn 320 muốn được thành thép lại hóa ra bùn. Ngay khi đó, đại đội trưởng, đại đội 2 trinh sát nhảy dù nhận thấy địch quân rất đông nên đề nghị với lữ đoàn 2 nhảy dù cho một đơn vị vào chiếm Delta để có đường về. Ngay lập tức, một đại đội tinh nhuệ nhất của tiểu đoàn 1 nhảy dù được trực thăng vận vào Delta. Đại đội này tuy chiến thắng, nhưng chỉ không đầy 20 phút sau khi cận chiến, ta có 8 sĩ quan bị thương, 5 hạ sĩ quan bị thương, 15 binh sĩ bị thương phải tán thương. Ngày 20 tháng 3 năm 1972, đại đội 15 thuộc tiểu đoàn 1 nhảy dù xuống bãi Delta và đụng độ với một đại đội địch có hầm hố. Ngày 23 tháng 3 năm 72, toàn bộ trung đoàn 3 trên 320 Việt Cộng tham chiến thể quyết trả thù cho tiểu đoàn 1. Lúc đó các chiến sĩ trinh sát 2 nhảy dù đã bị lộ, mặc dù cố gắng áp dụng kỹ thuật phân tán nhưng cũng không sao vùng vẫy như lúc chạm trán với một tiểu đoàn địch trước đây. Hơn nữa đạn dược lương thực cũng đã bắt đầu thiếu hụt. Các phi công trực thăng của phi đoàn 215 thần tượng gan lì nhưng cũng không tiếp tế cho đại đội 2 trinh sát dù được. Sau đó nhờ lòng gan dạ và kinh nghiệm dày dạn chiến trường của một phi công phi đoàn 23 song trùy mới tiếp tế cho các chiến sĩ trinh sát hai dù của ta một chuyến lương thực và đạn dược bằng cách khi đã nhận được điểm chính xác quân bản phi công điều khiển trực thăng dừng trên ngọn cây rồi đạp các thùng đạn và thùng lương thực xuống đây là chuyến tiếp tế thành công duy nhất trong mấy ngày quần thảo với Việt Cộng. Đại đội 2 trinh sát lúc đó đạn dược bị hạn chế, lại phải đương đầu với một trung đoàn trừ của địch quân. Những yếu tố đó cũng làm cho quân ta lúng túng không ít, nhưng nhờ kỹ thuật tác chiến cao, phân tán mỏng, nên chúng cũng không gây cho quân ta một tổn thất nào đáng kể. Ngày 25 tháng 3 năm 72, toàn bộ tiểu đoàn 2 nhảy dù được trực thăng vận xuống ngay đồi Delta, Lúc đó chiến trận đang khốc liệt, chỉ cách đó không đầy, một nửa cây số về hướng Bắc. Tại những góc cây gần đồi Delta, địch quân cho ghim truyền đơn viết tay, thề sẽ tiêu diệt đại đội 2, trinh sát nhảy dù. Nhưng không còn may mắn đến với chúng nữa, vì trong ngày tiểu đoàn 2 nhảy dù đã bắt tay được với trinh sát và đại đội 15 nhảy dù. Địch bị tiểu đoàn 2 nhảy dù chọc ngang hông, áp dụng chiến thuật đánh nhanh đánh mạnh, địch quân dù với hỗn danh là sư đoàn thép, nhưng cũng không sao chịu thấu. Tuy rằng một trung đoàn trừ đang vây đại đội 2 trinh sát nhảy dù, nhưng bị chọc ngang hông, cho nên tiểu đoàn 2 nhảy dù làm cỏ từng trung đội, đại đội địch quá dễ dàng. Sau 3 ngày quần thảo với các thiên thần sát cộng, địch quân đành tháo chạy với tổn thất nặng nề. Ngày 27 tháng 3 năm 72, toàn bộ đại đội 2 trinh sát nhảy dù được trực thăng vận ra khỏi vùng hành quân, trở về căn cứ Võ Định, nơi đặt bộ chỉ huy lữ đoàn 2 nhảy dù để dưỡng quân. Ngay lúc đó, Trung tướng Ngô Du, tư lệnh quân đoàn 2 và Đại tá tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh, cùng các cố vấn Mỹ và các vị sĩ quan trong bộ tham mưu của quân đoàn 2 và sư đoàn 22 bộ binh cũng đã đến để quan sát chiến lợi phẩm và lấy thêm tin tức tình báo. Lần này, đại đội trưởng đại đội 2 trinh sát Trương Văn Út Út Bạch Lan được vinh thăng đại úy. Ngừng trích. Các bạn vừa nghe xong phần 11, Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 12.